Ok, và xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ tới nội dung gì đây? Hôm nay mình sẽ có một cái nội dung và trả lời các câu hỏi cho các bạn rất là hay. Mình sẽ giải đáp câu hỏi tiếp theo. Xin chào, mình là thầy Phong Hai Nốt. Giới thiệu. Ok, ai mới ai ai đã biết rồi, mà ai chưa biết thì cứ làm quen nhau nha. Rồi các bạn có những thắc mắc gì, mình là chuyên về giảng dạy thanh nhạc. Các bạn có những thắc mắc về về thanh nhạc, về giọng hát hay là về cái gì đó, bất cứ cái gì liên quan tới thanh nhạc thì các bạn cứ comment, mình sẽ lựa chọn những câu hỏi rất là hay để mình trả lời, và những cái câu hỏi nào mà không hay thì mình cũng sẽ trả lời luôn. Ok. Nói vậy thôi chứ câu câu hỏi nào mình cũng sẽ rất quý, bởi vì tất cả các bạn là nguồn động lực của mình. Sến xuống rồi, thôi tôi tiếp nè. Sến quá sến luôn. Rồi, hôm nay mình sẽ giải đáp cho bạn bạn Duy HQ comment mình là hay quá anh ơi, trời ơi thích quá trời luôn, vô câu đầu tiên khen là mừng rớt nước mắt luôn. Trời ơi, cảm ơn bạn đã khen mình hay quá anh ơi. Anh có thể nói thêm về giọng bass được không ạ? Và cách để phát triển nó, em cảm ơn anh nhiều ạ. Bạn này giao tiếp dễ thương nè. Có những cái câu hỏi, nhưng bạn đặt câu hỏi mà bạn có có chủ ngữ rồi, rồi nói chung là cái cách giao tiếp rất là dễ thương. Hey. Ok ha, cảm ơn bạn Duy HQ. Chủ ngữ vị ngữ đầy đủ. Khen trước nữa chứ. Thích cái vụ mà khen khen đồ. Ấy, tắt điện thoại đi, không thôi đang đang nói là nó tẹt, là mất vui. Mất hứng. Rồi ok, tiếp luôn. Rồi một bạn nữa cũng cùng với chủ đề đó, nên mình gom vô mình nói một lần cho nó tiện để đôi đường, là bạn FBS Gaming. Bạn hỏi là giọng bass hát mid, mid là mid voice đúng không, chắc vậy quá, cao được không thầy, hát mid cao được không thầy? Ok bạn, được. Giọng bass là một loại giọng gọi là người ta phân phân ra theo từng cái loại hình giọng khác, là một cái loại giọng khác nhau, người ta phân ra theo để người ta dễ gọi là xác định thôi, chứ phân biệt và tập luyện cho nó phù hợp để mình phát triển được cái kỹ năng riêng của từng loại giọng thôi. Còn hát về pitch voice hay chest voice, hát voice thì giọng nào cũng cần hết nha. Giọng nào cũng cần phải có. Nếu mà âm thanh mid voice, head voice và chest voice thì nó có những cái trách nhiệm về mặt tần số giọng hát, và những cái công việc của nó trong cái giọng hát nó khác nhau. Nên nên cái nào cũng cần hết á. Mid, đặc biệt là mid voice lại càng cần hơn nữa, để giúp cho giọng hát của chúng ta ổn định hơn, hay hơn và hay tình cảm hơn. Ok. Hát cao hơn cũng có thể là như vậy ha. Rồi, vậy thì bây giờ là mình sẽ nói về cái giọng bass một chút xíu. Là giọng bass thì là ai mà có được giọng bass, mình có nói về các loại giọng rồi đó. Thì giọng bass ai mà có thuộc dạng là chúc mừng các bạn, bởi vì bạn đã lọt vào top những giọng hát hiếm nhất Việt Nam, có thể là hiếm nhất thế giới, bởi vì giọng bass khó lắm. Không phải ai cũng có cái thanh quản mà nó thấp tới như vậy mà có thể hát được giọng bass đâu. Nếu như các bạn may mắn rồi, các bạn phải định hình kỹ nha, đó là giọng hát hiếm. Nếu như các bạn có được giọng bass á, thì các bạn hát được những cái tần số mà gọi là bình thường luôn, cái giọng nói của các bạn luôn ở cái tần số rất là thấp. Thì ví dụ như nốt đồ đồ thì bạn có thể lòn xuống nốt đồ dưới là một phát một, không có nói gì hết á, rất là dễ dàng, giống như bình thường đồ si la sol fa mi re đồ đồ đó rất là khó để có thể lòn, nhưng mà đối với bạn á, là bạn sẽ lòn xuống với cái giọng của giọng bass của mình là một phát một, như là giọng nói hàng ngày luôn. Giọng bass là cực kỳ hiếm, rất là khó, mà nếu mà phát triển được giọng đó thì chắc chắn là sẽ rất nhiều người sẽ chú ý và để ý tới cái giọng hát của bạn đấy. Nhưng mà cái khó đây là tại sao các bài hát của mình nó thường là mình sẽ khó thể hiện ở cái chỗ là
Nếu mình đang nói về giọng bass nha, là nếu như mà các bạn mà giọng bass thì các khó hát những cái bài hát thị trường đúng tông như là của ca sĩ, bởi vì giọng bass rất là hiếm nên những cái bài hát mà đúng tông như vậy rất là khó. Một là bạn hát lòn xuống, chứ hát cao như ca sĩ là bạn không được, hát không nổi chứ không phải hát không được, là tập thì tập được thôi nhưng mà nếu mà bản năng thì sẽ hát không được. Và cái thứ hai là hát lòn xuống rồi không thôi thì bạn sẽ hạ tông, thường thường là các bạn sẽ hạ tông đó. Rồi ok ha, giọng bass thì rất là đặc biệt đấy, hát cao được nha các bạn, giọng bass hát cao được nha. Ở trên thế giới có rất nhiều người có giọng bass mà hát cực kỳ cao, cái này là các bạn có thể tìm hiểu thêm ở các kênh YouTube và nước ngoài, bấm lên YouTube bấm giọng bass bass voice gì đó thì như thế nào thì người ta sẽ cho bạn xem rất là nhiều cái giọng giọng bass như thế nào ha. Rồi để mà phát triển được giọng bass á, thì chúng ta cần, đương nhiên là cần cần giọng bass thì giọng đặc điểm của giọng bass là âm ngực, giọng ngực, chest voice và giọng bụng. À, một cái kỹ thuật mới là giọng bụng, và kỹ thuật đó là một cái kỹ thuật sẽ rất là nổi bật đối với giọng bass á, rất là khó. Giọng bụng là một, là cái này mình nói sao đi, nó là một cái kỹ thuật rồi, là những cao cấp rồi, siêu thấp, giọng siêu trầm á. Đó thì giọng bass lại có ưu tiên, có cái kỹ thuật đó bẩm sinh. Đó là một cái lợi thế của giọng bass luôn ha. Đó nên giọng ngực và giọng bụng của giọng bass rất là ok. Còn những cái giọng như là giọng head voice và mid voice của giọng bass á thì nó lại là một cái nhược điểm. Thì mình tập thôi, đâu có khó gì đâu. Bây giờ đầu tiên để muốn phát triển nó thì các bạn phải tập head voice. Giống như mình nói, muốn có mid voice thì đầu tiên nó phải có head voice cái đã. Đúng không? Thì head là giọng ốc. Chest là giọng ngực. Mid là giọng hòa trộn giữa hai cái này lại với nhau. À, thì phải có head đã rồi mới có mid. Thì không có head làm sao mà mid voice đâu ra. Đó không? Thì mình tập head voice trước. À, head voice là giọng đẩy cái hơi, mình có hướng dẫn cái bài đó là đưa từ giọng ngực đi lên trên ra phía sau và lên trên giọng head voice, tập riết là quen. Khi mà mình nói như thế này nè, mình tới mình nói mình mất giọng ngực luôn, là mình nói trên cái ốc của mình như thế này thì nó là head voice. Vậy thôi, mình đang nói ở trên cái ốc của mình á, để cho âm thanh hơi của nó là toàn bộ lên ốc. Còn khi mà mình nói cái giọng này nè, đó, cái giọng này là cái giọng mà ngực, là giọng chest voice nè, thấy không? Còn bây giờ mình tha bass là sẽ có giọng ngực rất là nhiều, và mình sẽ liên kết cái giọng này với cái giọng này lại. Rồi, thì mình sẽ tạo thành cái giọng liên kết đó. Sau khi cái giọng đó, bài từ giọng ngực mình liên kết, đầu tiên là tìm là head voice trước đã. Đó, head voice trước, head voice xong rồi liên kết lại với nhau, liên kết lại với nhau, sau đó rồi nắm tay nhau cùng nhau ra mix voice là được hết. Cái cấu tạo cơ thể con người thật sự nó có cái chung là nó giống nhau, và cái riêng ở đây là nó là được có những cái độ dày độ mỏng rồi do cái văn hóa vùng miền vân vân, rồi do xương gì đó thì nó khác nhau thôi, chứ còn mà thật sự là nó cũng giống nhau hết trơn á. Nên tôi tenor tôi hát cao được, bạn là giọng bass bạn hát thấp được đúng không, nhưng tôi vẫn có thể hát thấp được nếu tôi tập luyện để tôi phát triển giọng chest voice và giọng bụng. Si la son đó, phát triển giọng bụng. Rồi còn các bạn giọng bass thì các bạn vẫn có thể hát cao được nếu các bạn phát triển giọng head voice và mid voice, vẫn như vậy thôi, không có gì hết. Nên đó là cái mà mình sẽ chia sẻ cho các bạn là vẫn có thể hát được ok nha. Nên luôn khuyến cáo luôn, chest voice là một lợi thế cực kỳ hay.
cực kỳ hay để giúp cho các bạn mid voice và bạn các bạn nên tập, tất cả mọi người đều phải nên tập head voice, mid voice và kể cả chest voice để làm cho giọng hát của mình ổn định. Mình có những video nói về chest voice, về head voice, về mid voice, các bạn cứ vào xem đăng ký kênh của mình xong rồi xem rồi biết thêm ha. Ok. Rồi. Ok. Vậy thôi. Giọng bass thì nó cũng chỉ là giọng thôi, nó là loại giọng, nó phân biệt giữa giọng cao, giọng trung và giọng thấp. Vậy thôi. Thì giọng bass là giọng thấp, tenor là giọng cao, còn giọng trung là giọng baritone của nam. Vậy thôi, thì nó chỉ phân biệt thôi, nó không có liên quan gì tới giọng hết nha. Nó không có liên quan về tới các kỹ thuật thanh nhạc. Còn chest voice, mid voice, head voice thì nó là những cái kỹ thuật để chúng ta có thể tập luyện và chúng ta làm ổn định cái giọng hát và phát triển cái giọng hát của mình. Phát triển cái giọng hát của mình thì nó không có liên quan về nhau, nên các bạn chỉ cần tập luyện nhiều hơn về giọng bass nha. Tập thêm phần head voice với lại là mid voice nữa, bắt buộc để giọng cân bằng ha. Rồi và xem tiếp các video của mình, xem tiếp và các bạn sẽ thấy và các bạn sẽ biết là mình đúc kết được rất nhiều những kiến thức hay. Rồi ok. Đơn giản như vậy. Rồi chúc các bạn sẽ thành công. Các bạn giọng bass cũng vậy nha. Và sẵn thì mình nói luôn là những bạn giọng khác cũng vậy, là đều phải tập hết ba loại giọng. Giọng chest voice, giọng mid voice và giọng head voice, chest, head, mid. Đó, đi theo thứ tự luôn. Các bạn đều phải tập hết, tập để mình kiểm soát được cái giọng mình nó hiệu quả hơn. Đó, bắt buộc nha, chứ không phải là có nên tập không. Ok, rồi. Chúc các bạn sẽ thành công và tập được cho mình kỹ thuật mid voice và head voice trong một ngày sớm nhất. Hẹn gặp lại với những video tiếp theo. Chúc mừng bạn vì bạn là một, các bạn là những đang có giọng bass ấy, là những cái giọng hiếm nhất Việt Nam và hiếm nhất trên thế giới. Xin chào và hẹn gặp lại với những video tiếp theo. Bye bye.